đồi thông. Đồ thông stop. Chú xe. Đây đồi thông. Đồi thông. Dừng xe. Đồi thông. Thế sao anh lại đang đỗ xe dưới đỉnh dốc thế nhỉ? Sao anh hôm nay hẳn trên kia đi anh? Đi xuống. Ở đây có cả xe điện nữa. Xem và nhớ. Nhớ thì ở giơ tay. Nhớ like và đăng ký kênh của gia đình mình, ủng hộ gia đình mình. Ủng hộ gia đình vlog của mình. Ủng hộ gia đình mình để gia đình mình làm nhiều vlog hơn để cho các bạn cùng xem. Thôi mẹ nói thế đi con không nói. Dạ. Dạ. Này có người ở không? Không, mẹ không biết. Đây là quả thông bên này, tay này. Em thấy rồi mà, em có thể bởi 5 quả rồi. Đang đi lên đồi thông à. Dô ta lào. Ôi ơi, Bi đây, không vặt. Anh đừng cho vặt quả linh tinh rồi, nó quả ấy đấy. Vâng, kính thưa bạn, kia là bãi cháy. Đâu? Bãi cháy đâu? Đằng kia là bãi cháy kìa. Ở đây gần bãi cháy kìa. À đây. Khu đồi thông người ta có ánh nhựa thông. Giới thiệu các bạn, đây là nhựa thông này. Nhựa thông. Ba cho con. Nhựa thông. Đấy, nhựa thông xuống. Đấy. Đấy, người ta vạc ấy. Người ta vạc để chảy nhựa. Không có gì nữa. Cái nhựa thông này đến bao giờ người ta mới thu hoạch được anh ạ? Đây đây, người ta ấy là đang người ta đi thu hoạch chỗ này. Chứ không phải đợi nó keo nó khô à? Sống được anh nhé. Sống được. Đó, không sống được. Không có quả thông nữa. Cái đây ở đằng kia đầy quả thông luôn anh ạ. Thôi các bạn ơi, đừng đi sâu quá. Bin ơi, quay đây đi. Nào ơi quên. Ông à, cẩn thận nhá. Ở đây mà cắm trại mấy gì đẹp tuyệt vời luôn. Còn châu à? Ở đây chụp ảnh hơi bị đẹp đấy. Nó làm những cái con đường ấy, kiểu là nó khoảng 2 mét thôi. Anh ơi, ở đây em thấy có cả xe điện đi à? Ừ, xong bắt đầu nó làm kiểu lùng quanh hòn đảo này nhỉ. Xong để đi bộ này làm cái chỗ mà kiểu là nghỉ ngơi mới lại bán được thông nhiều thông thích. Rồi vậy. Giống như kiểu Đà Lạt. Ê, bể bẩn đấy. Xin chào.
chào các bạn đã. Bye bye. Bye bye các bạn nha. Bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Nhớ ủng hộ like và đăng ký kênh giúp đại gia đình. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mà quay ở đây mà bảo nó đặt